Hello các bạn, tiếp tục trả đơn khách nha. Đơn chế tờ nha, 250W, có đảo chiều, chỉnh tóc nha. Ha, em ru luôn. Con này hàng mới các bạn, hàng mới nha. Để ở giữa là không chạy nha. Ok, cảm ơn anh ủng hộ nha. Anh mua thêm một cái IC ha. Rất là ok.